Đây là gò Phi Điệp Cát Bà nhé, khỏe. Khúc gỗ dài tầm 1,5 m. Rất to, dài dài gần 1 gang tay. So sánh hai cái lá này. Đấy, lá này nó phải to 4 gấp 5 lần cái giá nó này. Đây là một cái gò Cát Bà thân khá là khủng. Họ nó đang đi rất mạnh.